nằm trong quần thể công viên nghĩa trang sinh thái du lịch tâm linh Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên, tọa lạc trên khuôn viên 9 quả đồi và 1 hồ nước tự nhiên tại xã Bảo Thanh, Trung Giáp, huyện Phủ Ninh, tỉnh Phú Thọ. Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Thiên Đức được thành lập đầu năm 2016, hiện đang phục vụ mọi nhu cầu về tang lễ tại địa phương tỉnh Phú Thọ và các tỉnh miền núi phía Bắc. Có khá nhiều hình thức an táng trên thế giới, nhưng hỏa táng là hình thức được nhiều quốc gia tiên tiến áp dụng và là hình thức an táng văn minh nhất. Theo quan niệm Phật giáo, hỏa táng sẽ giúp người quá cố sớm giải thoát và tái sinh. Ngoài ra, công nghệ hỏa táng tiên tiến hiện nay còn giúp đảm bảo yếu tố tâm lý cho thân nhân gia đình và thân thiện môi trường. Đài Hóa Thân Thiên Đức được thiết kế tổng thể như một công trình văn hóa tâm linh cùng với đầy đủ các phân khu chức năng bao gồm nhà tang lễ, nhà hỏa táng với công nghệ hiện đại đảm bảo không khói, không mùi, nhà tâm linh, nhà lưu cho cốt và các công trình tiện ích khác. Với vị trí trung tâm, điều kiện giao thông thuận tiện cùng công nghệ hỏa táng hiện đại nhập khẩu từ Thụy Điển, Đài Hóa Thân Thiên Đức Phú Thọ hiện đang phục vụ hàng nghìn ca hỏa táng tại địa phương và các tỉnh thành phía Bắc với chất lượng cao, chi phí thấp và đặc biệt thời gian hỏa táng rất nhanh, chỉ từ 45 đến 60 phút cho mỗi ca hỏa táng. Đến với Đài Hóa Thân Thiên Đức với không gian trang trọng, dịch vụ và tiện ích đa dạng, chúng tôi hy vọng có thể chia sẻ và phần nào giúp thân nhân các gia đình giảm nhẹ đi nỗi đau mất mát người thân. Gia đình chúng tôi rất hài lòng về dịch vụ hỏa táng của Đài Hóa Thân Thiên Đức, đặc biệt là dịch vụ hỏa táng nguyên xương giúp gia đình chúng tôi nhận được khá toàn vẹn bộ hài cốt của người thân. Thời gian đợi cũng rất nhanh, trong vòng khoảng 1 giờ đồng hồ, các gia đình có thể nghỉ ngơi, thư giãn, theo dõi quy trình hỏa táng qua màn hình và tham quan các công trình tâm linh của công viên Thiên Đức. Với quy mô lớn và dịch vụ tận tâm, Đài Hóa Thân Hoàn Vũ Thiên Đức đã trở thành địa chỉ được nhiều gia đình các tỉnh khu vực phía Bắc tin tưởng là nơi gửi gắm người thân đã khuất và là nơi tôn vinh lòng hiếu nghĩa của mỗi gia đình với gia tiên và người thân yêu của mình.